hé lộ nhan sắc cực xinh của bạn gái Tú Tim Lâm Vlog. Ngày nay, người dùng mạng xã hội chắc chắn không xa lạ với kênh Lâm Vlog, một kênh YouTube nổi lên với những video chủ đề sinh tồn, nấu ăn, thử thách người cuối cùng, với mức đầu tư cực khủng, từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng đó mọi người. Điều đặc biệt khiến cho mọi người yêu mến kênh Lâm Vlog là bởi sự duyên dáng, chân thực, hài hước và đa màu sắc của các thành viên. Mỗi thành viên trong team đều mang một màu sắc và tính cách khác nhau đó. Nếu như bàn đến nhân phẩm và nhan sắc, không thể không nhắc đến Lê Tú, top 1 server trong những game thi ăn và thi ngủ nha mọi người. Tú tên đầy đủ là Lê Anh Tú, sinh ngày 26 tháng 6 năm 2006. Tú được khán giả yêu mến, đặc biệt là các bạn nữ, bởi độ đẹp trai và nhân phẩm vô cùng cao, mà dạo này hơi nhọ tí thôi nha, đúng là nhân phẩm thường tỷ lệ thuận với độ đẹp trai. Kênh TikTok của Tú hiện tại sở hữu hơn 500.000 người theo dõi, và hơn 4 triệu rưỡi lượt yêu thích, một con số đáng mơ ước của người kể cả mình luôn đó. Trên kênh TikTok của mình, Tú cũng thường xuyên livestream để giao lưu với khán giả. Nếu rảnh thì mấy bạn có thể vào hóng để xem vào mỗi tối. Mới đây, trong lúc livestream, Tú đã công khai tỏ tình một bạn nữ vô cùng xinh xắn. Tôi thích chú lâu rồi. Thích chú chắc cũng được 9 ngày á. Chú thấy tôi có đẹp thì chú động lòng đi, chú mở lòng một lần đi. Tôi yêu chú nhiều lắm, thích chú lắm. Chú làm người yêu tôi nha. I love you hoàn toàn. Theo như đoạn clip, Tú đã chia sẻ rằng, tôi yêu Su nhiều lắm, Su làm người yêu tôi nha. I love you bạc bạc. Trước những lời lẽ chân thật và ngọt ngào như thế, cây còn phải đỗ chứ đừng nói chi đến bạn gái trong clip. Được biết, bạn nữ trong clip tên là Phương Thi. Cả hai đã công khai mối quan hệ từ ngày 10 tháng 8. Phương Thi là một cô gái vô cùng xinh xắn. Cô gái này cũng sở hữu kênh TikTok với hơn 250.000 người theo dõi, và hơn 3 triệu 6 lượt yêu thích luôn nha, không kém cạnh gì người yêu của mình. Anh Tú và Phương Thi đã khiến cộng đồng mạng ghen tị, chắc thế, bởi những đoạn clip phát cơm chó vô cùng tình cảm, và ngọt ngào xến đến mức hồng cần nêm thêm đường. Trước thông tin này, nhiều bạn fan nữ của Tú tỏ ra tiếc hùi hụi, bởi vì Tú đã có người yêu. Bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến, vì hai bạn quá đẹp đôi. Mời đẹp! Mời đẹp! Và không quên gửi lời chúc cho hai bạn hạnh phúc trăm năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là Thảo làm Vlog. Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký để biết thêm nhiều thông tin về các thành viên của team Lâm Vlog nhé. Ngoài ra, nếu muốn biết thêm thông tin gì, các bạn cứ comment bên dưới nhé. Xin chào các bạn.